Ơi em với cả chào tất cả anh em ha. Thì sáng nay em lên tiếp tục cho anh em xem một lô máy cắt tay. Thì cũng là từ đầu năm tới giờ thì em chưa quay cái lô máy cắt tay nào. Thì hôm nay em mới lựa ra được một ít, tầm khoảng hơn 30 mã. Và coi như là máy cắt tay này, cắt cầm tay thì nó toàn bộ sử dụng điện 100V anh em nha. Tất cả luôn, toàn bộ sử dụng điện 100V. Và toàn bộ là em bao ship và không bao sóng anh em nha. Mặt hàng này thì coi như là em không có bao sóng, toàn bộ là em lấy về sau là em bán y như vậy luôn. Thì cái này em phân lô ra anh em nha, mỗi một lô thì nó sẽ hai con đều nhau luôn, lô nào cũng hai con như nhau. Thì mỗi một lô nó có sẽ một cái giá khác nhau. Thì anh em vừa nhìn kỹ coi như là cái lô của mình chọn, và nó sẽ có một cái mã số riêng của nó luôn. Anh em chọn lô nào, nhìn kỹ cái mã số xong gọi trực tiếp vào hai số điện thoại em để bên dưới phần tiêu đời, rồi nhân viên em sẽ chốt hàng cho anh em theo cái mã số em ghi lên trên máy. Khi chốt xong thì anh em vừa làm cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 100k, còn lại em sẽ code về đến nhà cho anh em khi nhận hàng khui thùng kiểm tra đúng với máy của mình chọn, sau đó thanh toán sau cái phần còn lại, thế là xong thôi anh em nha. Đấy, anh em lưu ý nha, hàng bên em là toàn bộ nó sử dụng điện 100V. Và cái mặt hàng này thì coi như là em bán sát bán mù luôn, không có thử anh em nha. Thì anh em nào vừa coi như là biết dọn máy thì coi như là lấy anh em nha. Còn không biết dọn máy thì đừng có chốt những cái lô hàng này. Bởi vì coi như là bên em thì em làm vải, em không có bán coi như là lẻ từng con mà bao giờ cho anh em xài luôn đâu. Đấy, nói chung là về anh em gắm điện vô nó chạy luôn á thì ok. Còn nó không chạy coi như là chỉnh thang nó này cho nọ nẹt lửa, coi như là anh em không biết dọn thì nó bỏ đi, nó phí tiền anh em á. Đấy, đây là chủ yếu thì coi như là em đưa cho anh em thợ thay về coi như là dọn lại, con nào về xài luôn thì coi như là ok, chúc mừng anh em luôn. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo nha. Em chỉnh cam đi mà xuống cặp đi. Mã nhiêu em? 386. Được đây. Đó, số đẹp đây. Rồi mã đầu tiên là hai con, rất là ok luôn em nha. Nói chung là hàng đợt này coi như là nó hơi chắc nhưng mà nó rất là ok hơn hàng đợt trước anh em nha. Nói chung là hàng trước Tết thì coi như là hàng tồn kho nó khác, còn hàng bây giờ nó sẽ khác anh em ơi. Khi nào anh em nhận hàng thì anh em nhìn thử là anh em biết cảm nhận là coi như là hai cái mặt hàng nó khác nhau anh em ơi. Thì con này là một cặp Makita, ngoại hình còn sáng giáo luôn em ơi, đầy đủ Makita cốt 100 9500. Đấy, quay nhẹ nhàng luôn em nha. Thì hai con này dây điện pin ok hết luôn. Đó, này bị cong cái lưỡi nè. Hai con Makita như nhau, ngoại hình còn rất là sáng sủa, hai cọng dây điện pin dài. Đó, hàng bên em thì toàn bộ là em bao ship hết rồi anh em nha. Anh em cứ giá thì em niêm yết lên trên máy thì nó cũng là về đến nhà cho anh em chỉ làm bao nhiêu đó thôi, không có thêm một cái chi phí phát sinh nào, dù chỉ 1.000 anh em nha. 386 cặp này 400k. Rồi, hai con cốt đều quay hết anh em ơi. Rồi con này cũng là một cặp Makita luôn. Thì hai con này nó coi như ngoại hình nó xấu hơn em ơi. Đó, 387. Thì hai con này dây điện cũng đầy đủ luôn, cốt thì nó cũng quay như nhau. Hai con ngoại hình xấu hơn em ơi. Đây, ngoại hình con này thì không bằng hai con kia rõ ràng. Đấy, nói chung là giá tiền nào thì nó theo cái mặt hàng đấy anh em nha. Hàng bãi thì nó là như vậy. Rồi 387, 350 một cặp này luôn. Dây điện thì ok, mất cái công tắc nữa anh em, là gãy, bị gãy chứ không phải là mất anh em nha. Nó bị gãy công tắc ngay đây. 387, 350 một cặp luôn. Rồi 388, cặp này cũng 350 luôn. Hai con này đầy đủ dây điện luôn em ạ. Này, nó đầy đủ dây điện. Nhưng mà dây điện nó cũng không có quấn băng keo. Cộng này không có, cộng này có nè. Một cặp Makita 9500 luôn. Rồi hai con đều quay, hình thức nó còn ok luôn em nha. Công tắc
Rồi cặp Makita này mã 388 350k luôn. Rồi cặp này thì nó không có dây anh em ha, cặp này thì 9533 hàng giả băng. Đó, một con này là con đầu xéo. Đầu nó xéo lên nha anh em ơi. Đó. Còn con này cốt nó cứng nè. Con này 9533 luôn. Đấy. Con này đầu thẳng. Con này đầu xéo. Rồi 389 300k cặp này luôn. Rồi công tắc bóp ok anh em nha. 389 300k một cặp. Rồi 390 là một cặp Hikoki và Hitachi. À, một cặp Hikoki luôn. Quay được rồi đây ba, quay nè. Đấy. Cái này hơi lỏng lỏng, anh em về dặn lại nè. Đối đấu hai cộng dây điện vô anh em nha. Con này bị mất cặp thang thôi. Này là Hikoki. Rồi 390. Cặp này 300k luôn anh em nha, 390 300 luôn. Rồi cái này 391, 350 luôn. Rồi một con này là con Makita 9533 bơi. Con này có dây điện anh em không? Con này 9533 sơi bơi. Rồi. Quay được. Con này cũng quay được luôn. Rồi 391, 350 cặp này luôn em ha. 391, 350 luôn. Rồi cặp này không có dây điện anh em nha, 392. Rồi 392, một con, hai con đều quay được. Con này mất cái cặp thang nè. Con này 9533 bơi LA. Con này 9533. Rồi 392, cặp này 300k luôn. 392 300k cặp này anh em nha. Rồi. Cặp này là 393. 250 cặp này là của hàng Hitachi. Thì hai con này có dây điện anh em nha. Có con này bị cứng cái cốt nè. Con này của hàng Hitachi. Đấy. Nó có dây điện anh em nha. Đấy, một con. Con này dây điện có mà hơi xấu. Thì cái cốt nó cũng lúc lắc thôi. Hitachi luôn. Rồi 393 250 một cặp anh em ha. 393 cặp này 250 luôn. Rồi 394 300k một cặp luôn. Rồi con này quay được, con này không quay, cặp này có dây điện anh em không? Đó. Thì hai con Hitachi luôn. 394 300k luôn. Một cặp Hitachi đầy đủ dây điện anh em ha. Một con cứng và con quay. Rồi cái này 395 250 luôn, hai con có dây điện đầy đủ. Một con dây điện xấu. Rồi 395 250 luôn. Rồi một con này cứng anh em nha. Có một con dây điện xấu nè. Con này thì không có fit. Con này có dây điện mà không có fit anh em ạ. Này là của Hitachi. Này của Hitachi luôn. Con này anh em đấu lại dây điện nha. 395 250 luôn. Rồi 396 350 luôn. Rồi con này quay thì nó hơi kêu. Con này quay ok nè. Hai con màu màu trắng trắng vàng như nhau Hitachi. Hai con đều sản xuất 2017. Hitachi XS 2000. Có một con cộng dây điện xấu anh em ạ, con này nè. Con này cộng dây điện thì nó có quấn băng keo. Chắc gỗ mà chủ không biết mấy chắc gỗ mà này. Con này thì bị răng chuột. Rồi 396 350 cặp này luôn. Cam thử có bị rồi. Rồi 397 coi như là cặp này luôn, 250 luôn em ơi.
Con này thì quay vô tư luôn nè, ngoại hình ok luôn, nó chỉ mất cái nắp này là công tắc nè. Còn con này thì đầy đủ nhưng mà quay không được anh em ơi. Rồi anh em về dọn luôn nha. Hai con Hitachi như nhau. Một đời luôn em nha. Nó một đời như nhau luôn. Rồi 397 250 luôn. Rồi 398 350 cặp này luôn, thì hai con này thì nó có đầy đủ dây luôn. Con này có quấn băng keo nè. Con này dây hơi xấu đây bà. Đó. Này Hitachi 760W, hai con như nhau luôn. Hai con này một đời luôn. Hai con đều quay được hết. Rồi 398 350 luôn em ơi. 398 350k luôn. Rồi 399 300k con này luôn. Một con cứng nè. Này là của Makita. Có dây điện anh em không? Hai con đều có dây điện. Con này quấn băng keo nè. Con này của Makita luôn. 9533L. Quay được nè. Rồi 399 300k con này luôn em ơi, cặp này luôn em ơi. 399 300 luôn. Rồi mã này mã 400. Rồi giá của nó là 300k luôn, một cặp luôn. Makita hai con đều quay được. Hai con đều quay được. Hai con đời khác nhau, M957. Hai con này cũng M957 luôn mà hai con tem khác nhau anh em ơi. Hai con nó M957 nó hai con khác nhau. Rồi mã 400 cặp này giá 300k luôn anh em nha. Mã 400 giá 300. Rồi con cặp này mã 401. Đó. Một con. Công tắc không? Không có dây điện, con này không có dây điện anh em nha. Con này nó coi như hơi cũ cũ anh em, giờ vệ sinh lại nè. Con này có dây điện mà mất cặp than. Đó. Hơi kêu tí xíu anh em nha. Cốt nó kêu nè. Rồi mã 401 200k cặp này luôn. Hai con này hàng trung xúc anh em nha, hàng trung xúc. 401 200. Rồi 402 200k luôn. Này quay được nè. Từ từ đợi con tí xíu nữa thôi, 10 phút nữa thôi. Đi vòng vòng lựa thêm xíu 10 phút nữa. Được không? Đợi 10 phút nữa con mới xong rồi. Rồi cái cặp này thì coi như là một con này có dây điện nha. Quay được nè. Con này quay được luôn mà con này dây điện bị đứt rồi. Rồi hai con Hitachi này mã 402 250 luôn. 402 250k một cặp. Rồi 403 350 luôn. Máy gì con hết đóng rồi còn coi. Cái này được là được, cái cọng dây nó dài anh em nha, cọng dây không hả hết nó coi như là 3 kg rồi. 2 kg. Ký đâu rồi? Đây, nó bị đứt cái chui rồi anh em ơi. Con này là con Hitachi và nó không có cặp than anh em ơi, nó không có than. Quay được, còn con này cũng là con Hitachi luôn. Nó cũng quay được luôn. Rồi hai con này mã 403 350 nha. 403 350k hai con này. Rồi 404. Cái này 250 luôn, một cặp luôn, con này Hitachi. Không có fit anh em nha, cái này không có fit. Rồi con này cứng luôn, cứng cốt luôn. Đấy, hai con Hitachi này. Mã 404 250k luôn. Bao nhiêu ký nè? 13 ký con. Mấy lần còn nãy con? 5 con. Đây có giá luôn này nè. Không có một con nó có rẻ. 2. Rồi con nào đâu bỏ xuống đất rồi, bỏ xuống đất cho con rồi. 2, 4. Con lỗ là 5 mét. Con lỗ nữa hả? 2 3 5 5 con. Chiều 2 13 kg.
5 con 1,2 triệu. Năm con chịu 2 mẹ. Rồi 404 250k nè bo. Dạ. 404 250k. Cặp này. Rồi 405 250 luôn. Thì cặp này nó bị mất cái nắp nhựa anh em nha. Con này nó mất cái nắp nhựa nè. Đây là con Hitachi mất cái nắp nhựa. Còn con này thì ok luôn nè, không có dây thôi. Đó. Con này ok không có dây, con này mất nắp nhựa. Rồi 405 250 luôn. Rồi 406 250 luôn. Cái này thì mất cái fitting em nha, nên lại mất cái cặp thang, mất một bên hang nè, Hitachi mất cái fit một bên hang. Và con này thì coi như là nó bị lỡ một miếng nhôm như này nè nha, nó không có vấn đề gì hết. Đây nó xấu thôi chút xíu thôi, quay được. Rồi cái cặp này là 406 250 luôn. 406 250k. Rồi 407 300k luôn. Rồi hai con đều quay được và một con này có dây điện mà hơi xấu anh em nha. Hai con này là con hai con Hitachi. Nó là hai con Hitachi anh em ạ. 720W. Rồi 407 300k cặp này luôn. Rồi 408 250 luôn. Và đây là một cặp Toshiba anh em ạ. Một con này là bị cứng nè. Còn con nó bị cứng rồi. Rồi mà con này là cũng là một con Toshiba luôn. Con này đầy đủ dây điện ok luôn. Rồi 408 250k luôn anh em nha. Rồi 409 200k một cặp này luôn. Đây là một con máy cắt tay Hitachi sao ạ. Ở đây là một con hàng của Trung Xuất anh em ạ. Con này hàng Trung Xuất mất luôn cái cặp. Mất cô là một cái thang rồi. Mất một bên hàng rồi. Hàng Ethisman. Con này cứng cố qua đây nha. Còn con này Hitachi. Hitachi hay Kushi gì đó. Rồi 409 200k luôn. Rồi 410 200k luôn con này luôn em nha. Một con Hitachi và một con hàng Trung Xuất. Đó, hai con, một con có dây điện. Rồi ok luôn, 410 200k. Rồi 411 200k luôn. Rồi con này quay được rồi em ơi. Có dây điện luôn. Con này hàng Trung Xuất anh em nha, hàng Ethisman. Và một con này là một con gì á? Hitachi hay Kushi gì đó, cứng cốt nè. Rồi hai con này mã 411 200k luôn. Rồi 412 con này 200k luôn em nha. Một con quay được. Không có dây điện, hàng Trung Xuất. Rồi con này cũng Trung Xuất luôn. Thì nó là đẹp hơn anh em nha. Con này thì dây điện ok luôn. Con nó 250 nè. Cắm điện chạy. Rồi 412 con này nó là 200k luôn. Cặp này 200k anh em nha, 412. Đó, cái cục màu vàng vàng luôn. Rồi 413 200k. Thì nó là coi như là một con này. Nó cứng cố qua đây rồi, có dây điện. Rồi con này thì nó không có cứng. Quay được. Đó, hàng cũng Trung Xuất luôn. Rồi cái cặp này đầy đủ. 413 200k cặp này luôn. Rồi 414 200k luôn. Rồi 414 200k cặp này luôn. Còn nữa hả? Rồi 414 200k cặp này quay được anh em nha. Đây, một con có dây điện, hai con hàng Trung Xuất anh em ạ. Nó là nguyên vẹn luôn. Rồi 414 200k luôn. Rồi 415. Rồi hai con đều quay được luôn nha.
một con không có dây điện. Rồi 45 200 luôn. Rồi 46 350 cái này luôn. Con này đầy đủ dây, hai con đầy đủ dây luôn. Một con Makita ngoại hình rất là ok luôn. Một con. Con này con Hitachi. Dây điện ok luôn. Đây nó cột vô nó đổ vô cái gì để tay nắm thôi. Đây Hitachi, con Hitachi, con Makita rồi 46 350 luôn. Rồi 47 con này 350 luôn. Một cái này là có điều tóc nè. Quay đường lên nha, hàng của Ekipman. Con này đầy đủ dây, có điều tóc luôn. Mất cái nắp rồi anh em nha. Con này thì mất cái nắp rồi. Có công tắc đây, có điều tóc luôn, mất cái nắp rồi. Vẫn quay được. Rồi hai con này 47 350 luôn. Rồi 48 250 luôn. Con này mất cặp thang nên nha, con này là con Ryobi, ngoại hình thì ok đó, mất cái cặp thang lại cộng dây nè. Còn con này thì coi như là mất cái cộng dây thôi. Rồi cứ cốt quay được. Đó. Quay được chút thôi. Rồi hai con này mã 48 250 luôn. Rồi 419 250 cặp này luôn. Một con có dây và một con không dây. Hai con đều quay được Ryobi. Rồi hai con mã 49 250 hai con này luôn. Rồi 420. Hai con này. Rồi hai con đầy đủ dây luôn anh ơi. Bốn 20 nó là 250k luôn. Rồi 421 cặp này của Toshiba 250 luôn. Một con quay được nè, mất cái cặp thang rồi em nha, con này mất cặp thang rồi. Con này thì quay ok luôn, đầy đủ thang. Rồi hai con một phít cắm anh em nha, có hai con dây nhưng có một phít cắm thôi. 421 250 luôn. Bốn 22 250 một cặp luôn. Cặp này cặp Ryobi luôn. Thì nó là coi như là cặp Ryobi anh em ơi. Đây là một con quay được nè. Con này không quay được. Rồi hai con đầy đủ hai phích cắm anh em ơi. 422 250 luôn. Rồi mã cuối cùng đúng không em? 423. 423. 250 luôn. Hai con đầy đủ dây. Hai con này nó cứng cốt ở đây đó, của Toshiba đầy đủ dây. Anh em giờ dọn lại nha. Hai con đầy đủ dây luôn. Rồi 423 250 luôn. Thì nó là cũng là cặp cuối cùng luôn. Rồi. Rồi sáng hôm nay thì em sẽ lên cái lô này. Đấy, 40 lô máy cắt tay. Thì anh em xem lô nào ưng ý thì anh em alo em ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Chào tất cả anh em ha. Hẹn gặp lại anh em trong buổi chiều ngày hôm nay tầm khoảng 5-6 giờ chiều anh em ha.